cũng cỡ 30% ở khoảng mấy khúc đầu. Thì năm 16 tôi đã gặp cậu, chàng trai có đôi mắt nâu. Vậy là câu đó của em. Có đôi của em. À chị 18, 18 cũng đúng. Dạ. 18 cũng đúng luôn. Dạ, thì đúng ở phần phần bắt đầu thôi, còn điệp khúc trở về sau thì không Thích phải. một Em biết người thích một người, 16, 17 gì đó. là qua cấp 3 rồi. Đúng rồi. Mình hơi bị trễ không? Thì cấp 2 thì cũng có thích, chắc chắn là phải thích rồi. Ừ. Nhưng mà ý là cái khúc này thì nó tiếp xúc nhiều hơn, thì mình sẽ có cảm giác nó gọi là thật sự gọi là thích. Dạ. Còn cấp 2 cái kiểu thích nó là như thế nào? Thích vui vui thôi, kiểu ngồi ngồi dưới bàn xong rồi chọc chọc cũng cái thích 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 này hỏi thôi. Ghép đôi này kia đúng không? Dạ. À, ví dụ Dạ. nha, bây giờ em gặp lại cái người đó. Em có nghĩ là đây là cái người mà mình từng thích, thì bây giờ mình có cơ hội mình gặp lại thì mình sẽ còn rung động hay là liệu là có một cái gì đó sâu xa hơn được hay không? Hiện tại cho đến khoảng thời gian 17 tuổi là như vậy, 7, 18, 19, 20, mới 22, 23, 4, 7 năm là gì à. Nên là cái cảm xúc nó khó đấy, nó khó để quay lại đó. Nhưng mà em với lại bạn đó thì vẫn vẫn là bạn của nhau thôi, vẫn còn tương tác trên mạng xã hội, vẫn rất là bình thường với nhau. Và em cũng có nói về tình cảm của em rồi, nhưng về sau này thì cũng đã khẳng định là hai người là bạn với nhau. Thì đến tận bây giờ thì nếu gặp lại thì cảm giác thì em sẽ không còn đâu, nhưng mà nó sẽ gây cho em một cái sự nhớ nhung khi gặp người đó, là nó sẽ quay lại cái cảm giác lần đầu tiên mà em biết thích một người thì đó. Tức là bạn đó cũng được lắm đó. Chị Yes, nghĩ yeah, đúng đúng.